nhà và anh chị đã hành trình đi vòng quanh khu du lịch công viên nước ở tại Sơn Tiên của chú anh chị di chuyển về. Đi lấy xe bạn. Dạ cái nhà giờ anh chị di chuyển đi về của chú anh chị ơi. Con clip hơi chục phút hơn mấy phút con clip lên đầu lửa. Buồn cả nhà. Bắt đầu là anh chị đi về nha cô chú. Thì bọn em cũng review luôn ở tại khu này luôn. Đây là khu công viên. Đây là bãi dưới xe, cái nhà mình bước vào là có bãi dưới xe nè. Đó cả nhà thấy không? Dưới xe mô tô, xe máy, xe đạp luôn, tất cả là đây. Đó. Còn mình đi mua vé, mình một vé mình vào trong xe, đó, vào trong kia. Sau là mình đi lại cái khu kia cả nhà. Khu bị tút lút lên kia đó, mình mua vé vô chơi là chơi công viên nước ở trong đó. Không biết ở trong thì nói chung thì có một cái vé là mình đi xe cái xe dài như nãy đó cả nhà, xe điện đó, mình đi vòng quanh khu này 18 cây số đó cả nhà, đi hết cái khu này luôn đó, 100 mấy hecta cả nhà. Còn riêng cái khu mà công viên nước không đó là 42.000 hecta nha các chú anh chị, toàn hết cái này là 100 mấy của hecta. Tảng đá to ha. Nói chung này các khu này công viên nước này cũng đang làm còn cũng chưa là hoàn thành hết 100% nữa ha, nhưng mà rất nhiều khu du lịch rất nhiều người khách kéo đến đây nè cả nhà, cũng rất là đông nè. Đây là hôm nay là buổi cả nhà mà nghe cái tiếng ù đó, là tiếng ù bắt đầu là sóng thần di chuyển cả nhà, rất là nó ù to đó cả nhà nghe tiếng. Ủa mình giờ đi ra đây mình đi vô trong không mua vé lại hả? Nào bây giờ mình ra ngoài rồi hả? Mình đi ra ngoài nè, giờ đi ra ngoài ở đây giờ muốn vô trong lại sao hả? Muốn đi vô trong lại sao? Rồi trong đi chạy là kia mua vé là bình thường như hồi nãy. Ủa, kỳ vậy tự nhiên đưa mình ra ngoài luôn rồi. Bây giờ anh chị di chuyển gì đó cả nhà, đây cái khu này là xe xin giữ xe. Xe đầu tiên là anh Hải chở nè, xe xin ông chị đi rồi xe anh tí thôi bay anh chị thôi bay anh chị nha. Chào cả nhà.
đó cả nhà là xe đây, anh Tý nè, Tý là xe của anh chị của ai à, khán giả khách hả à? Tiếp tục là khu vui chơi resort này cả nhà. Tiếp theo bên tay phải của du khách là khu sơn tây tại khu hồ Xuyên. Tại đây thì có chụp tài chính để ở trong nhà từ 3D đến 5D, em có thể liệt kê ra như khi cơ chiến đấu một chỗ là phương tiện không gian, tàu chiến không gian, địa bàn hành tinh là ốc, xe thần tốc, xe điện giáp. Ngoài ra còn có dịch vụ là cho thuê xe đạp, xe đạp thì có 3 loại, 2 chỗ, 3 chỗ và 6 chỗ. Dạ vâng, tại đây có đi nhà vệ sinh ạ, mình đi nhà vệ sinh ạ, ai có thể gì vậy? Ngoài chỗ khác được không? Xe đạp không ai đi, xe đạp có nổi đâu. Đi ăn ở đây. Cái ảo đây luôn hả? Cái ảo này hả? Có mua được cái ảo luôn á chị. Ở đâu? Ở phim đó hả? Dạ đúng rồi. Ở phim đó hả? Rồi, bỏ qua luôn. Nhà vệ sinh luôn chị. Bữa ngày vệ sinh có đồ ăn không? Đó nha. Đâu có chỗ anh chị. Cái ảo. Cái ảo.